Bão số 7 áp sát đất liền các tỉnh Bắc Bộ, bão số 8 rất mạnh sắp vào Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay ngày 10 tháng 10, bão số 7 Lyon Rock đang ở cách Hải Phòng khoảng 170 km, cách Nam Định khoảng 190 km, cách Thanh Hóa khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 Giật từ cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão, do ảnh hưởng của bão số 7 nên ở trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực ven biến Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật cấp 6-7. Khu vực phía đông bắc bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 130 mm, dự báo trong 12 giờ tới bão Lyon Rốc di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào khu vực từ Hải Phòng và Thanh Hóa, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm, hiện nay, trên vùng biển phía đông của Philippines một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động. Lúc 7 giờ sáng nay ngày 10 tháng 10, bão Kompasu có sức gió mạnh cấp 8, 9 giật cấp 11. Dự báo, cơn bão này có khả năng đi vào biển Đông trong những ngày tới và trở thành bão số 8. Dự báo, đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong khoảng ngày 13, 14, 10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn 13, 15, 10. Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên hôm nay trên biển ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch. Long Vĩ Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biến cao từ 3 đến 4 phút, biến động rất mạnh. Hôm nay ngày 10 tháng 10 và ngày mai ngày 11 tháng 10, ở phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm, từ hôm nay ngày 10 tháng 10 đến ngày 12/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.